Rồi, nay bắt đầu nướng sốc nha mọi người. Bốn con đang thui chuẩn bị nướng. Đây ba con thui xong rồi nè. Mang ra ốp vô luôn. Đây. Ốp vô ngũ vị hương. Mọi đầy đủ hết tất cả. Đường bột ngọt này nọ rồi vô. Rồi cho ông điều ốp. Lâm. Như rồi ờ chú đi chú cứ nhúc rồi bốn con nha mọi người, làm đụng này đụng nữa nghỉ là đâu có làm nhiều. Quá wow, quá nghe quá ớt quá nhẹ nha, để tao đi cái taxi chở nó cướp mày ha. Sốc nước để qua qua hả. Ốc nướng tiêu xanh. Wow, quá thơm rồi. Quá đặc sắc. Sợ đứng ốc luôn. Trời trời khi ra bỏ không niêm. Ông ốc này ngọt. Nước chứ có mấy con không qua nước chụp bá lửa tô nước không bỏ. Ốc ra nước nữa chị. Ốc này cũng luộc rồi khui gan đó nè. Luộc, luộc sẵn rồi mày ấy. Luộc nướng thì nó mau hơn. Mình lấy tại mình luộc nó ra hết nước ngọt rồi, này mình bỏ nước ấy vô cũng ngọt, bỏ đường vô là ngọt, bỏ đường vô không ngọt thì bỏ đường vô cho ngọt. Chị tôi nói tôm không cũng phải một cái đường hai là cũng ngóc kho luôn á. Mặn thì uống cho đã. Rồi bắt đầu nướng sốc luôn. Qua em để chị chờ chín thơm thơm nhậu là có lời sao đuổi luôn là những đuổi luôn. Quá vàng, quá đã, quá sướng. Em mở đèn flash lên cái nó chiếu ra cái hình nó vàng 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 kỳ lắm. Ừ. Quay về nó cái hình nó sắc hơn. Quá ngon rồi. Da chủ nhưng mà dưới nó không dày bằng da sóc luôn. Da sóc bị cùi. Đó. 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 Đó.
luôn á. Ủa vàng này. Mấy đó là chín nha bà ơi. Ừ chín nó là mừng. Nó mừng mấy luôn rồi. Bò lòng nó mười mấy thiệt đó. Ừ. Chết còn mì nữa rồi. Ồ đó. Ờ chín rồi bò lòng à. Tắt cái quạt cũng mới có mùi thơm á. À. Quạt nó bay mùi thơm đi cái tia hết rồi. Thôi thơm phức luôn mọi ơi. Ôi. Ôi quá thơm luôn nè. Để khét. Rồi. Đó. Đúng là thơm cực kỳ luôn ha. Phức luôn. Ôi ôi đã. Ờ con bẻ đùi nữa kìa. U. Cái này mình để dành ngoài. Châu chà. Chắc lên hết rồi. Cho nó khô rồi. Quá. Thiếu nước. Ủa thiếu thề. Thang này không thiếu đâu. Thang này nhiều quá. Thế mà không ai canh phải không? Rồi lên nhập tiệc là quốc. Ồ, thấy con chó cái hai. Rồi mặn luôn chó luôn. Thải luôn cho thải con chó mặn luôn chó luôn, thịt luôn. Được. Ờ, đâu kia nó mở à, ban ngày đó bà mẹ nó lại quá thơm. Xấu nó về mẹ nè, khôn quá. Quá sướng à. Quay luôn. Quá vàng nè mọi người. Ồ, sốc nước. Quay vậy mày. Wow. Quay mày. Ngồi đâu ngồi đây. Qua đây ba hứng cái quạt á ơi. Ngồi đâu ngồi đâu ngồi đâu. Vô cái coi. Sao bao giờ bao mấy tiếng đồng hồ trở lại cuối cùng nó thành quả này. Vô mọi người luôn. Quá à. Ngon luôn mọi người. Thịt chịu. Quá ngon mọi người luôn nha. Nước mặn quá bỏ hết cái heo. Thịt ngon. Ngon thấy mùi mùi cổ rồi. Mặn thiệt chứ măng giả. Nó dai rồi nó đã. Chấm mắm đồng. Quá ngon à. Xong có thịt nè, thấy không? Quá trời thịt luôn. Quá trời thịt. Nước này hơi mặn, ốc nó ngọt. Ốc nó ngon. Thả ra niêm lại được rồi. Không niêm lại. Dài mà nó đã. Sao bạn? Lắm ăn lắm rồi. Lắm miếng luôn. Không mà nó dài này ha. Dài nhất là nó suốt. Da nó giòn. Chứ nếu nó dài rồi.
Cá này mình gấp á, mình ớt cho nó bút luôn á. Mình ớt thôi, vị lâu lắm. Không hài được. Mỹ rồi á. Phải sáng, phải trưa trưa mà ớt, sẵn là chiều rồi nướng á. Vậy nó rút lắm. Không mà nó dai hạt chuột à? Dài lắm, ngọt. Da nó giòn không? Được rồi. Quá sướng à. Ôi, quá phê à. Sống ở đây. À, trời mà đang đực chứ mà. Ờ, tôi già này. Gì đã gì đâu. Ờ, già vậy làm gì thung mà. Thấy con này con nè. Thấy không? Ờ, già vậy. Cái miếng đó là nướng gạt nướng nè. Bởi vậy miếng này lên ảnh nè. Quá đẹp. Quá sướng, quá đã. Nó lấy mình nó rồi. Quá ngon. Công giải nhớ luôn á. Ủa kìa, cứ thế luôn. Gà nó ngon chứ, đúng không? Có thịt chua hai hai ngại hai. Được do là chịu thì tình vui chứ. Thịt chua cái này chết nhất đó. Ở đâu? Mua vòng á. Ở trong ly hả? Cái dụng đủ thúi, ai ăn mà bẻ. Cái dụng đủ dưới đất, cái gớt, thúi. Ghế cặp bên nào vậy phải không? Hay nào? Cái hè này ngon đó. Chỗ chạm bơm giữa cá đó. À. Nhóc. Mà nó thèm mà cũng người ta cũng không ăn nữa. Có đâu mẹ, ai còn ăn. Đồ nó cũng mất lụm nữa mà cố. Không. Gì? Nay mới mặc con cùng. Có kìa muốn chơi à, muốn chơi. Ngày tu cũng nhậu rồi. Không sao trời đến hả? Cũng đẹp quá. Trời quá. Thầy nói chứ chơi không chứ sớm không có gì quất chứ đành mà chăm thì có quá. Wow, mọi người nha, ốc nướng tiêu xanh quá ngồi quất kê. Mấy công ty mai nè, công ty của Trung có vô mà mua giáo dụng như giống trái cây rồi giống nó dụng như tóc ảo gì đó vô tùy bác mua lại dụng như một ký thì đâu có ăn trái. Cảm ơn luôn nha, dụng gì đó tóc cái giá này mọi người.